Kính thưa quý vị khán giả của chương trình Phố Bosa TV, vào hôm nay là ngày mùng 11 Tết, đã ngoài mùng rồi, của năm Giáp Ngọ. Chúng tôi đầu năm Giáp Ngọ sẽ có câu chuyện với Ngài Dũng Taylor mà Ngài mà kỳ này câu chuyện không phải là chuyện văn nghệ mà là một cái chuyện rất mang tính xã hội. Chuyện vui hay chuyện buồn đầu năm thì chúng ta sẽ nói chuyện với Ngài Dũng Taylor. Và mà câu chuyện này thực ra đã đang lan truyền rất nhiều ở trên mạng rồi. Xin kính chào anh Dũng. Dũng Thế là xin chào khán thính giả của Phố Bosa TV. Chào anh Lân. Hôm nay thì vẫn còn cái không khí Tết. Người Việt Nam mình, em nhớ hồi xưa không lầm là mình ăn Tết tới một tháng lận. Mình ở ngoài mùng nhưng mà mình vẫn còn ở trong mền. Có nghĩa vẫn còn không khí Tết. Mà anh em mình mới chào khán giả. Nhưng mà nói là hẹn gặp lại. Nhưng mà không ngờ là đời sống đẩy đưa mà anh em mình lại gặp nhau. Cũng giống như anh Lân nói là câu chuyện này nó đang là một cái cơn sốt ở trên mạng Facebook, cũng giống như những tờ báo Việt Nam đưa mà nó dính líu tới Dũng, và câu chuyện hoàn toàn có thật. Và từ xưa đến giờ thì Dũng với anh cũng hay bình luận những cái đề tài. Có nhiều người hỏi thằng ông Dũng Taylor này là bầu sô, mà tại sao cái đề tài gì ông cũng nói. Thì Dũng mới nói là khi mình còn độc thân, chưa có con, chưa có gia đình, có những thứ mình thấy, mình nghe, nhưng mình không nghĩ nó quan trọng hoặc nó liên quan tới đời sống mình. Nhưng khi mình có con, mình có gia đình rồi, bắt đầu mình sẽ nghĩ cho cái thế hệ sau nhiều hơn. Thì những cái gì không phải dính líu tới nghệ thuật không mà nó dính líu tới đời sống, gia đình và xã hội thì Dũng hay để ý tới. Cho nên thành ra anh em mình hay có những cái đề tài mà thính giả của Phố Bosa TV bắt đầu nghe nhiều, chia sẻ nhiều. Thì không ngờ là cách đây mấy ngày là cái câu chuyện này nó xảy ra. Mình sống ở một cái nơi mà mọi người gọi mình là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ thì cái từ chính thức, nhưng mà có nhiều người họ gọi mình là tạp chủng. Tại vì khi anh hợp chủng thì bắt đầu nó có những cái văn hóa mà nó cho phép anh hòa đồng mà không hòa tan. Anh có thể giữ cái văn hóa riêng của anh. Chẳng hạn như ở Cali này anh có thể có cộng đồng người Mỹ, anh có cộng đồng người Hàn Quốc, anh có cộng đồng của người Phi Luật Tân, người Trung Quốc, đủ thứ hết. Sống chung ở một cái quận, sống chung một thành phố, một tiểu bang, nhưng chúng ta được quyền giữ cái văn hóa của chúng ta. Và từ xưa tới giờ, đó là một trong những cái điều mà nước Mỹ luôn luôn ủng hộ và bảo vệ, là những cái tiếng nói riêng. Sống chung ở dưới một cái túp lều, nhưng chúng ta có quyền bảo vệ và đi theo cái tín ngưỡng riêng của mình, đi theo cái văn hóa riêng của mình, không bắt buộc. Luôn cả ở trong trường, bây giờ anh thấy đó, anh Lân thấy có nhiều trường khi mà đứng lên chào cờ buổi sáng mà phải nói cái chữ God, có nghĩa là nói Đức Chúa Trời cũng không được nữa, tại vì có nhiều người tín ngưỡng của họ không phải là đạo Thiên Chúa giáo, phải không? Không phải là Đức Chúa Trời, cho nên thành ra cái chữ đó cũng không được. Hồi xưa khi mà đứng lên chào cờ buổi sáng là mình để tay lên ngực và mình nói cái câu cái câu nói đó, thì cái câu nói đó từ từ bây giờ trong trường họ cũng không chấp nhận, tại vì bố mẹ cũng không chấp nhận. Cho nên thành ra cho thấy là ở Mỹ họ rất tôn trọng cái quyền cá nhân riêng. Nó có những cái luật pháp nó ràng buộc người ta chung. Ngoài những cái luật pháp mà của toàn quốc gọi là federal, thì tiểu bang và thành phố đều có luật pháp riêng của họ hết. Cho thấy là nước Mỹ 50 tiểu bang, nhưng họ 50 tiểu bang họ đều có luật pháp riêng của họ, và con người cũng vậy. Sống ở đâu tùy theo luật lệ, nhưng nó có những cái luật lệ mà khi chúng ta sống ở đây, chúng ta đều biết hết. Điển hình như bây giờ, nếu em với anh, dù cho sống ở xứ nào mà mình tới đây, mình đã đi thi một cái bằng lái xe, khi mình vi phạm luật pháp lái xe là mình biết liền. Mình không bao giờ mà cảnh sát ngưng mình lại mà mình hỏi ủa tôi bị tội gì hết. Khi mình phạm luật mình đã biết rồi, mình chỉ hy vọng là mình không bị bắt. Hy vọng là mới nãy chưa có máy chụp hình chụp tôi hoặc là cảnh sát không có mặt. Khi mà mình vi phạm luật là mình đã biết mình vi phạm luật gì. Thì cái điều đó là cái hay của nước Mỹ, là không biết sống ở đâu, đến từ đâu, nhưng khi chúng ta đã sát nhập vô cái đời sống ở đây và chúng ta bắt đầu gia nhập vô trong cái đời sống là chúng ta am hiểu được cái luật pháp. Cái vấn đề mà ngày hôm nay, cái câu chuyện mà Dũng muốn kể đó là có bao nhiêu người thật sự lên tiếng bảo vệ cái quyền lợi của mình, hay là vì cái văn hóa của mình, cái nước sở tại mình đến, cái văn hóa nó nằm trong máu mình à. Thôi một câu nhịn chín câu lành, hoặc là nhịn đi, ngày qua ngày nó trở thành cái văn hóa của mình. Có thể là tại vì Dũng sống ở bên Mỹ, Dũng qua đây lúc Dũng 13 tuổi Dũng lúc nào cũng hãnh diện là Dũng có cái dòng máu Việt Nam, nhưng
có những cái điều về văn hóa Việt Nam rất là hay và văn hóa Âu Châu rất là hay mà Dũng đem ra, Dũng làm cái văn hóa riêng của mình, thì câu chuyện hôm nay nó hoàn toàn dính líu điều đó. Những người Việt nào ở Mỹ thì đảm bảo họ nghe câu chuyện này họ sẽ hiểu hơn nhiều hơn là Dũng chia sẻ với lại khán giả ở Việt Nam. Cách đây mấy ngày, ngày 5 tây tháng 2 thì Dũng có một buổi họp với hai người, Dũng chưa xin phép trước để nêu tên cho nên Dũng tạm nói là bạn đồng nghiệp mà là giám đốc của trung tâm Thúy Nga. Đi họp ở thành phố New Orleans, đi tiền trạm, đi đến để xem một cái rạp để cho một cái chương trình sắp tới. Thì buổi sáng là 6 chuyến bay, 6 giờ sáng bay xuống tới New Orleans, xong bay ngược về trong ngày, tại vì buổi họp chỉ có 1 tiếng rưỡi thôi. Thì chuyến bay cuối cùng rời khỏi New Orleans là chuyến bay của hãng United, chuyến bay số 263, bay thẳng từ New Orleans về tới phi trường LAX, Los Angeles lúc 9 giờ 35 tối. Thì trên chuyến bay đó thì tại vì Dũng là cái người bay hàng tuần chung với lại Thu Phương, thì ca sĩ thường thường em cũng chia sẻ là 95% cho tới 99% họ bay cái hãng United. Anh bay một cái hãng nào nhiều thì cái thẻ hội viên của anh cái mức nó đạt lên cao, thì hầu như mỗi lần anh bay anh được nâng cấp, thay vì anh bay ở dưới hạng economy thì nó đưa anh lên hạng thương gia. Thì không ngoại lệ cái đêm đó là Dũng được nâng lên cái hạng business, mà hầu như mỗi tuần là thế. Cho nên khi mình bay cái hạng thương gia thì mình ý thức được những cái chuyện chung quanh. Và Dũng cũng chia sẻ là ở trên máy bay Thu Phương ngủ nhiều, 99% ca sĩ là lên máy bay là ngủ, không ăn uống gì cả. Còn Dũng thì mỗi ngày thì trung bình Dũng ngủ chừng 4-5 tiếng thôi, là Dũng thức và Dũng quan sát, Dũng làm việc nhiều. Ở trên chuyến bay vừa qua cũng không có ngoại lệ, tuy là từ New Orleans về LA khoảng chừng 4 tiếng cái đường bay, thì lên máy bay thì Dũng không ngủ được, thì Dũng bắt đầu Dũng mới lấy đồ ra để mà Dũng chuẩn bị, Dũng làm việc. Thì trên chuyến bay buổi tối thì sau khi cho mọi khách ăn tối hết, anh bay hạng thương gia thì khách được dùng cơm tối, thì sau khi cho mọi người khách ăn cơm tối hết thì bắt đầu họ mới chiếu cái bộ phim Las Vegas. Thì Dũng thấy bộ phim Las Vegas mấy ngày hôm nay cũng quảng cáo là bốn người bạn già với nhau từ cái thời trẻ, nhưng mà những người nổi tiếng đóng không à. Nó giống như tựa giống như cái bộ phim The Hangover vậy đó, nhưng mà những tên tuổi lão thành đóng không. Thì Dũng thấy cái bộ phim rất hứng thú, thì Dũng mới nói là thôi để mình xem bộ phim coi như thế nào. Ở trong cái vali Dũng sách đã có mướn cái bộ phim này sẵn rồi, nhưng mà không có thời gian để xem. Không ngờ là trên chuyến bay sau khi ăn tối họ lại chiếu cái bộ phim đó. Thì Dũng mới đem ra, Dũng ngồi Dũng xem. Thì ở trong cái túi sách của Dũng có cái bịch hạt dưa, tại vì trong cái mùa Tết. Và anh cũng biết đó, là thường thường bạn bè ai cũng biết, Thu Phương cũng hay chế ngạo Dũng là Dũng có thể là người, mấy người mà họ làm bánh trung thu họ mướn Dũng cắn hạt dưa chuyên nghiệp. Dũng cắn hạt dưa vì Dũng không có hút thuốc, Dũng cắn hạt dưa khi Dũng suy nghĩ hoặc Dũng làm việc thì Dũng cắn hạt dưa, nó trở thành cái thói quen. Thì Dũng đem theo bịch hạt dưa, thì trong lúc coi phim Dũng mới đem cái bịch hạt dưa ra, Dũng ngồi Dũng cắn. Ở trong đây là cái loại máy bay Airbus 319, 320, những người nào bay nhiều thì sẽ biết. 319, 320 thì nó có khoảng chừng mỗi bên nó có 8 cái ghế của hạng thương gia, 1, 2, 3, 4. Rồi bên tay trái cũng vậy, thì chính giữa là lối đi. Thì Dũng ngồi cái ghế đầu tiên hết, tại vì nếu mà Dũng tự lựa ghế ngồi đó, Dũng sẽ ngồi phía lối đi, Dũng không là ngồi cửa sổ. Chỉ có Thu Phương thích ngồi cửa sổ tại Phương ngủ. Nhưng mà ngày hôm đó vì họ nâng mình lên, cho nên giờ chót họ mới báo cho mình, anh tới cổng họ mới nói là xưa ngài đã được nâng lên hạng thương gia. Thì lúc đó mình không có lựa chọn nữa, ghế nào trống thì họ đưa cho mình, cho nên thành ra Dũng phải ngồi cửa sổ. Mà ngồi hàng đầu hết là một số 1F. Thì Dũng có hỏi là cho tôi dời ra lối đi có được không, thì họ nói là không còn nữa, thì thôi mình cũng lên đó mình ngồi. Thì mình cũng nghĩ là đi ngắn không có Phương thì một mình ngồi đó cũng được. Thì hai người bạn của Dũng thì ngồi ở dưới chứ không có ngồi hạng thương gia, thì Dũng ngồi ở trên. Thì khi mà anh buy business class á, thì anh được ưu đãi. Hãng United họ hay cho anh những cái đồ mà ở dưới không có. Họ đem chocolate chip cookie, họ đem peanuts, họ đem hạt điều. Một trong những cái điều là hạt điều. Họ hay đem hạt điều nóng là cho mình bằng một cái chén nhỏ nhỏ vậy nè. Thì họ đem cái chén đầu tiên thì Dũng thích, Dũng ăn cái chén đó trước khi Dũng cắn hạt dưa. Thì xong hết cái chén đó, Dũng để cái chén đó qua, bắt đầu Dũng mới cắn hạt dưa. Thì cái người ngồi kế bên Dũng là ghế 1Y, Dũng 1F, thì cái người 1Y là một anh thanh niên. Ảnh không ăn uống. Y hay là đi? Y chứ không phải là đi, mà là y kế bên hông. Thì tại Dũng coi lại cái sơ đồ, tại thường thường y dép nó đi chung, thì giờ anh coi cái sơ đồ thì mình thấy nó là một y, thì anh ngồi kế bên hông Dũng, anh ngủ tới nỗi anh không ăn luôn. Thường thường họ đến họ thấy mình ngủ thì họ không làm phiền mình, thì anh ngồi anh ngủ.
và hai ở ở bên kia là 2A and B, một A và một B là bên cũng như cái lối đi rồi tới hai cô con gái, thì họ cậu cũng đang coi phim, hai người coi phim và đeo cái headset vô cười nói rồi với nhau. Thì mình ngó chung quanh thì đèn bắt đầu nó điểm xuống rồi, bắt đầu tối để mình xem phim nữa rồi. Thì sau khi ăn hết cái chén hạt điều đầu tiên thì Dũng bắt đầu Dũng ăn hạt dưa, thì khoảng 10 phút sau thì cái cô tiếp viên lại đem một chén hạt điều khác đến. Thì mình cứ nghĩ là chắc là cũng nghĩ mình thích hạt điều mà mình ngồi hạng thương gia mà có nhiều người không ăn, còn dư cổ đem tới, thì cổ đem một cái chén thứ nhì tới. Sau 10 phút sau thì Dũng thấy cái chén hạt điều đó, Dũng mới lấy cái chén hạt điều đó Dũng đổ vô trong cái bịch hạt dưa. Dũng nghĩ là mình thích hạt điều nhưng mà giờ mình không ăn, giờ chút nữa mình ăn hay ăn sao. Thì Dũng đổ vô cái bịch hạt dưa và Dũng ăn hạt dưa tiếp tục. Thì lại 10 phút sau cổ lại đem một chén hạt điều tới nữa. Thì mình bắt đầu mình thấy có chuyện gì nó không ổn rồi, thì mình mới hỏi cổ, mình nói tiếng Anh rồi, what's going on? Thì cổ mới nói mình, cổ tròn qua, cổ nói là người khách sau lưng anh không hài lòng khi anh cắn hạt dưa. Ông ta nói là ảnh hưởng giấc ngủ của ông ta. Thì Dũng nói là thưa cô, hạt dưa hôm nay là trong cái không khí Tết của chúng tôi. Tết mà em dùng cái chữ là em phải nói cho người Mỹ họ hiểu. Đúng ra cái chữ mình nói Tết nguyên đáng là Lunar New Year, có nhiều người họ không hiểu. Mà tại vì họ hay gồm người Á Châu lại là Chinese, là người Trung Quốc. Cái gì mà người Mỹ họ không hiểu, chẳng hạn như người Việt Nam mình, cái gì mà mình không hiểu. Hoặc là Tây Phương mình cứ nói là Tây, trong đó có Đức, có Anh, rồi có Pháp, có những cái gì mà cái là tóc vàng, da trắng là phương Tây, mình hay gồm là Tây. Thì người ngoại quốc họ hay gồm mình là Chinese. Nhất là ở Mỹ mình hay nghe cái từ đó nhiều. Thì em mới nói là excuse me, this is Chinese Vietnamese New Year. It's a tradition for me to eat red watermelon seed. It represents luck. Trong cái dịp năm mới, người Á Châu chúng tôi hay cắn hạt dưa, coi như là biểu tượng của một cái sự may mắn. Không, thì khi ông khách vậy sao ông nghe cái từ đó, ông nghe cái từ đó, thì tại vì em đang nói chuyện với cái cô flight attendant thì cổ gật đầu xong cổ bỏ cô đi, thấy không? Thì ông em nói cái tới phần đó thì cổ gật đầu, cổ hiểu. Thì em mới nói là nếu ổng không thích hoặc ổng cảm thấy là ồn ổng thì ổng đeo headset vào để ổng ngủ, vì ở trên chuyến bay anh Lân biết đó, cái tiếng phi cơ nó còn ồn hơn tiếng cắn hạt dưa. Em đã nói là em bay hàng tuần cho nên em ý thức được những cái chuyện gì xung quanh. Khi người ta đi lên trên máy bay đó, những người mà ôm cái điện thoại rồi ôm ly cà phê rồi kéo hành lý nữa, là em rất là khó chịu. Em nói là tại sao cái lối đi nó eo hẹp như vậy mà mình không tắt được cái điện thoại khi mình đi vào. Cho nên em rất quan sát và em ý thức được em không muốn làm phiền người khác. Mình bay hàng tuần mà. Thì khi mà mình ngó chung quanh ở trong cái hạng thương gia, mọi người đều đang vui cười coi bộ phim. Người ngồi kế bên em ngủ nguyên chuyến bay, không ai làm phiền hết. Nếu mình làm phiền tới mức thì họ sẽ nói, thì cô đó cổ sẽ đến cổ nói là khách ở đây nói ông đang làm phiền. Còn này họ chỉ ngay cái người sau lưng, họ nói là cái ông ngồi ghế 2F nói là ông làm ồn giấc ngủ của ổng. Thì em mới nói câu cho nên thành ra trên máy bay họ cho mình đồ đeo lỗ tai, mình nghe nhạc đặng là mình không nghe tiếng ồn. Hoặc là bây giờ em hỏi anh á, họ ăn potato chip nó cũng ồn ào vậy. Phải không? Bây giờ anh ngồi trên đó, thí dụ có nhiều người, hai cô kia cô cười nói nó còn ồn ào hơn nữa, thì không thể nào cái tiếng cắn hạt dưa nó gây mất giấc ngủ của ổng tới mức như vậy. Thì em nói với ổng, em nói luôn, em nói là there is no policy. Em nói với cái cô mà tiếp viên á, to my knowledge, United Airlines doesn't have a policy against people eating watermelon seed. Thì cô gật đầu. Thì cô mới nói, if he have a problem with his sleep, with my eating watermelon, he should put on a headset to go to sleep. Có thể ông nghe câu nói đó của em khó chịu là ông, nếu mà cái tiếng cắn hạt dưa của tôi nó gây ồn ào tới mức như vậy đó, thì ông nên đeo cái headset vô, ông đeo cái lỗ tai là để mình, hay là earplug để ông đi ngủ. Thì cổ quay lưng cổ đi, thì ông mới nói một câu, ông nói là stupid Asian culture, là cái văn hóa Á Châu ngu dốt, ngu xuẩn vậy đó. Ông tức ông nói. Thì ông nói câu này thì em bắt đầu em bực mình, thì em bắt đầu em mới mở cái đèn lên, thấy không? Em mở cái đèn lên này, em chưa có nói gì với ổng á, thì ổng mới nói một câu nữa, ổng quất lên câu này, ổng nói là some people doesn't belong in first class, có những hạng người không nên ngồi hạng thương gia. Thì khi ổng nói câu đó bắt đầu em mới bực, em mới đứng lên, em quay lại em ngó ổng và em nói là cái câu nói vừa rồi của ông á, đáng lẽ tôi sẽ đấm vô mặt ông một đấm, nhưng mà tôi biết nếu mà tôi làm chuyện đó thì chuyện gì sẽ xảy ra, cho nên tôi sẽ không làm. Thì cái câu exactly em nói với ổng tiếng Anh á, I could have punched you in your face, which based on what you just
just talk to me about, you know, just say to me, but I know better not to do it. Thì em biết nếu mà anh làm chuyện gì xô xát là theo cái luật của FAA, của hãng hàng không, gọi là điều khiển bay của Mỹ, họ sẽ không để cái sự xô xát ảnh hưởng tới chuyến bay và sự an toàn của những người khách khác. Thì thứ nhất, nếu trên máy bay không có cảnh sát ngầm, nó gọi là Air Marshal, sau 911 mỗi chuyến bay thường thường họ hay gài cảnh sát ngầm vô để bảo vệ sự an toàn. Thì thường thường anh không biết người cảnh sát ngầm đó là ai, Air Marshal. Nếu trong chuyến bay không có người Air Marshal để khống chế những cái sự xô xát, thì bắt buộc phi công phải hạ cánh, phi cơ trưởng phải hạ cánh xuống cái phi trường nào gần nhất để đảm bảo cái sự an toàn của hành khách. Thì em biết cái chuyện này, em thường em đọc luật và em bay hàng tuần em biết. Nếu không là mình đã thấy hình của Dũng ở trên trang báo số nhất báo địa phương. Đúng vậy, đúng vậy. Cho nên em xin mạn phép là Dũng nói chuyện hơi chi tiết, tại vì có nhiều người họ không sống ở Mỹ, cho nên mình phải nói, tại vì họ mới nói ồ thì ra luật của Mỹ là như vậy. Không, rất nhiều người ở Mỹ vẫn không để ý, cũng không có gì. Thì em mới nói với anh đó, thì tiếng Mỹ nó có cái câu là knowledge là power, right? Knowledge is power. Trí tuệ, trí thức là sức mạnh. Khi mình biết mình dùng nó là cái vũ khí thì nó là sức mạnh. Phải không? Anh không biết, anh không dùng nó thì nó không là sức mạnh của anh. Thì em nói cái câu đó với ổng. Em mới nói là what you just say to me based on that, I could have punched you in your face, but I know better not to do that. Thì em mới nhấn cái nút kế bên cái nút đèn, bên em mở đèn, em nhấn cái nút mà nó mình yêu cầu flight attendant tới, mình cần cái gì đó. Thì cổ mới đến, thì em mới nói là I need to talk to the purser. Purser là cái người tiếp viên trưởng. Mỗi chuyến bay thường thường nó có 3-4 người tiếp viên, thì có một người là trưởng. Thì cổ nói chuyện gì, em nói là I want to talk to the purser regarding what this man just said to me. Thì cái cô tiếp viên trưởng đến, thì em mới nói là I need you to talk to the captain. This guy just verbally attacked me. Ông ta mới tấn công tinh thần của tôi bằng lời nói. Thì cổ mới hỏi là ông nói gì. Thì em mới lặp lại cái câu của ông nói. Thì cổ thấy là đúng. Thì cổ mới nói là calm down. Thấy không? Cổ kêu bình tĩnh xuống hai người. Tại vì cổ thấy em đang nhóm lên, thì cổ kêu em bình tĩnh, calm down, em ngồi xuống. Thì cổ mới lúc đến. Lúc đó có còn bình tĩnh không? Không, bình tĩnh nhưng mà trong đầu em đang tính toán những chuyện gì em sẽ làm. Em biết trước em sẽ dạy cho cái tên này một bài học rồi. Tại vì em nói với anh, em bay mỗi tuần, em chứng kiến những cái sự mà chướng tai cay mắt của người họ, người của Tây đối với người Tây, và người Tây kỳ thị đối với người Á Châu. Và người Á Châu mình, giống như em nói, cái văn hóa cái nó nhịn đi. Cho nên đôi khi có những thứ mình nhịn, nó lại đè đầu cởi cổ mình. Một sự nhịn là chính sự nhục. Đó, cái câu đó. Cho nên thành ra em với Phương ngồi nhiều khi em nói là mà thực sự luôn từ xưa đến giờ ca sĩ mà bay chung với em cũng vậy, họ cũng hay khuyên em. Thí dụ ra phi trường mà em thấy cái sự gì bất bình, bất công là em lên tiếng. Họ hay nói thôi bỏ qua đi, họ gọi em bằng ông Tây, cái tiếng mà gọi anh em hay gọi ông Tây, thôi bỏ qua đi. Nhưng mà thực sự đó là tại vì có thể vì em lớn lên bên này, và em nói đó là một trong những cái điều mà chúng ta tận hưởng là cái quốc gia này nó cho mình cái quyền mà của mỗi người mà không ai vi phạm được. Không có quốc gia nào hoàn hảo á, anh Lân công nhận không? Được cái này mất cái kia. Nhưng ở Mỹ ai cũng biết, từ một đứa bé 3-4 tuổi, trường lớp đã dạy họ là không được để cho người khác xâm phạm cái quyền của mình. Luôn cả bố mẹ, phải không? Cho nên thành ra từ bé nó em đã ý thức được cái điều đó. Thì em mới nói tới cái phần này thì em bắt đầu em giận. Chứ không phải là không thể nào không giận được. Nhưng mình không để cái giận, phải không, mà nó lấp đi cái khôn của mình. Cho nên thành ra em bình tĩnh xuống. Thì cổ đến, cổ bắt cái điện thoại, nó thường thường là tiếp viên trưởng nói chuyện hoặc là tiếp viên nói chuyện với ở trong cái buồng lái bằng cái mạng đàm của họ, cái điện thoại. Thì cổ bắt lên cổ nói chuyện, xong cổ mới cầm ra cổ bịch cái điện thoại, là cổ nói là cổ ngó xuống em, cổ nói là do you want to talk to the captain, là anh có muốn nói chuyện với lại cơ trưởng hay không. Thì em mới nói, em gật đầu xem em đến, thì em mới nói, em lặp lại với ổng, tức là bước ra cái chỗ mà điện thoại đó, thường ngay cái đó, ngay cái chỗ cái phòng vệ sinh, nó sau lưng chỗ cái buồng lái, tại mình ngồi first class mà. Thì bước ra đó thì cổ bắt cái điện thoại, là nó nằm ngay cái chỗ cái phòng vệ sinh sau cái buồng lái. Thì nãy giờ cổ nói chuyện xong rồi cổ mới cover lại, cổ mới nói là would you like to talk to the captain. Thì em mới nói là em gật đầu, thì em bước ra, thì em mới nói là tôi là em nói bằng tiếng Anh, tôi là Clarence Taylor. Tôi đang ngồi số 1F, có một ông khách nãy giờ đang tấn công tinh thần của tôi bằng lời nói, nó gọi là verbally attack me. And em đưa vô một cái câu nữa là with racist remark, những cái lời lẽ mà kỳ thị, miệt thị. Thì ông cơ trưởng ông mới nói là I understand, I have been told, là cái người bà tiếp viên trưởng đã nói rồi. Bây giờ tôi yêu cầu anh trở về ghế ngồi, đừng nói chuyện với ông khách đó nữa.
Nếu ông khách đó tiếp tục nói chuyện với anh, tôi sẽ yêu cầu tiếp viên trưởng dời ghế ngồi ổng qua cái ghế khác. Thấy không? Thì em mới nói, ổng mới nói là thank you for your civilized action. Ông nói cái câu đó nữa, cảm ơn cái cách ứng xử mà civilized là cái chữ mà giống như là có văn hóa của bạn. Vậy đó. Thì em mới trở về chỗ ngồi, đèn em vẫn mở lên và bắt đầu em lấy tờ giấy ra, em viết lại hết. Đúng rồi, là có văn minh đó. Thì tức là không phải là dùng quả đấm mà vậy. Thì ổng nói cái câu đó thì ổng dặn em là return to your seat, do not talk to the man. If he continues to talk to you, I will ask the flight attendant to move him. Khi em về chỗ ngồi, em vẫn mở đèn đều bình thường, bắt đầu em lấy cái tờ giấy nháp ra, em viết lại những cái diễn biến và em viết xuống những cái câu mà ổng đã nói. Mình không muốn là no mất ngôn mà giận mất khôn. Trong lúc mình giận quá mình quên đi, hoặc mình nói cái gì mà chút nữa họ sẽ bắt bẻ mình, thì em viết chính xác hết những cái lời đối thoại của em với ổng, em viết xuống tờ giấy. Xong em mới nói với ông pilot, ông captain đó là I would like to press charge. Tôi sẽ truy tố ông này vì cái tội ổng mạ lị tôi. Nói với flight attendant. Em nói với lúc em đã nói trước với cái cô flight attendant này, cô cũng chuyển đạt lại. Thì lúc nói chuyện với ông captain em nói là lúc mà chúng tôi đáp xuống phi trường LA đó, khi chúng ta về tới LA thì tôi sẽ press charge và tôi muốn là có cảnh sát và có đại diện của hãng United có mặt tại đó. Thì tiếp viên trưởng mới nói ok. Thì xong xuôi hết thì em trở về chỗ ngồi, em lấy giấy nháp ra, em đang viết lại những cái câu mà mới nãy hai người trao đổi với nhau. Em không muốn là mình nói cái gì quá lời, hoặc là mình nói mà họ bắt bẻ mình cái chỗ hở. Thì khi ông thấy cái điều đó, ông ngồi ngoài sau đó, 2F á, thì ông mới kêu cái cô tiếp viên trưởng là ông hỏi là what's happening, chuyện gì xảy ra. Nãy giờ ông cũng nhìn thấy hết rồi. Ở nhà ông quan sát hết rồi, thì ông hỏi là what's happening. Thì cô này mới lặp lại, cô này mới ông nói, này là ở cái độ tuổi nào và chắc lớn giống dân nào? Người Mỹ da trắng, tóc hai màu, tóc giống như người Việt Nam mình gọi là tóc muối tiêu đó. Cả bao nhiêu tuổi? Cái người Mỹ đó, anh nhìn bề ngoài anh đoán tuổi họ chính xác đâu, nhưng ổng ngồi kế bên ông bạn, cái cô bạn gái, thì tuổi của ổng da chót cũng phải lớn hơn Dũng 4-5 tuổi, ổng cũng phải 49-50, đứng tuổi rồi chứ không phải là người nhỏ tuổi. Thì khi mà ổng thấy vậy, ổng mới gọi cái cô flight attendant tới, cái cô tiếp viên tới, ông hỏi chuyện so what's happening nào. Thì cổ mới nói là well, you know, the man want to press charge against you. Anh này anh muốn truy tố ông vì cái tội ông kỳ thị, mạ lị và tấn công ổng bằng lời nói. Thì ổng mới nói một câu, ông nói là well, tôi không thích, tôi có quyền biểu hiện phản ảnh cái sự bực mình của tôi chứ phải không? Ổng nói cái câu tiếng Anh là don't I have the right to voice my frustration? Thì bà flight attendant nói yes you do, but you don't have the right to insult him or to discriminate him. Đó, thì bà mới nói là ông có quyền phản ảnh cái sự bực mình của ông, nhưng ông không có quyền mạ lị và xúc phạm người ta. Tôi khuyên ông, giống như lời của ông cơ trưởng nói, là hai người không nên lời qua tiếng lại nữa. Nếu lúc đó mà em với ổng còn lời qua tiếng lại nữa, thì bắt đầu em với ổng cả hai luôn sẽ bị phạt. Vì nó gọi là cái tội là public disturbance. Mỹ nó có cái luật đó, khi mình làm ồn ào tới hàng xóm, mình không bị bắt nhưng mà mình sẽ bị phạt. Họ cảnh sát sẽ đến đưa mình ra, đưa cái giấy phạt mình sẽ ra tòa là mình làm ồn ào, mình làm ảnh hưởng đến cái sự yên lặng của những người xung quanh. Nếu mà sau khi ông cơ trưởng đã nói và cô tiếp viên trưởng đã nói mà em và các ông khách 2F mà vẫn còn tiếp tục cãi nhau là khi máy bay đáp là cảnh sát sẽ bảo đảm vào và sẽ cho hai người điều cái điều đó hết, là you guys disturbing the peace. Thì em đã hiểu cái điều này, cho nên khi mà nói chuyện xong là em không nói chuyện với ổng nữa, em chỉ ngồi em viết xuống cái nốt của em thôi. Thì ổng tiếp tục, ổng nói chuyện mà ổng nói rất là lớn với cô tiếp viên, ổng muốn cho em nghe cái phần ổng nói. Thì sau khi cái phần mà cổ nói là tôi khuyên ông không nên lời qua tiếng lại nữa, phải không, thì ổng ngồi yên đó cho tới thường thường máy bay khoảng chừng nửa tiếng trước khi đáp. Khi sự việc này xảy ra là còn khoảng 1 tiếng rưỡi nữa máy bay đáp. Thì sau khi sự việc hết thì khoảng nửa tiếng nữa máy bay đáp, thì cô tiếp viên cổ mới đến, cổ đi lấy áo những hành khách của hạng thương gia. Thường thường thí dụ anh Lân bận áo vest, ngày hôm đó em cũng bận áo này. Thì thường thường họ đến, họ sẽ hỏi anh trước giờ bay, họ hỏi là sir, do you want to hang your jacket up? Thí dụ ông có muốn, ngài ơi, ngài có muốn tôi móc áo lên hay không? Thí dụ anh không muốn áo anh nhăn thì anh đưa, thì họ sẽ móc lên và họ gắn cái số ghế của anh ngồi. Thì trước khi máy bay đáp, họ đưa lại cho anh. Thì nửa tiếng nữa trước khi máy bay đáp thì
thì cô mới, cô flight attendant cô mới đến, cô đưa chiếc áo vest cho em, thì em mới đứng lên để em khoác cái áo vest vào. Thì em đứng lên thì em khoác áo vest, thì ổng ngồi sau lưng em vừa quay lại thì ổng ngó thấy em, thì ổng mới lấy tay ổng vỗ cái ghế, cái sau lưng cái ghế em, ổng vỗ hai tiếng, ổng nói hey buddy, I just want to say I'm sorry, hey anh bạn, tôi chỉ muốn nói lời tôi xin lỗi. Thì em mới giơ tay lên, em nói shh, don't talk, đừng có nói nữa, em ra dấu với ổng không, không đã nói rồi đừng nói nữa, mà em ra dấu đó làm cho ổng thấy là em rất điềm đạm, bình tĩnh điềm đạm. Nhưng mà cái câu nói đó của em có thể là một cái điều mà ổng biết là em serious, em đang nghiêm túc, chứ không phải là thằng này nó nói sao xong đâu. Thì em mới giơ tay em nói là don't talk. Thì em ngồi xuống. Thì mà ổng hình như cũng chưa biết là cảnh sát đang đợi ngoài đó. Ổng nghĩ là hù dọa thôi, ổng nghĩ là cái lúc mà Dũng nói chuyện với lại cơ trưởng thì là ổng đâu nghe, cho nên không biết là đã yêu cầu có cảnh sát. Không, ổng cái cô tiếp viên trưởng đến hỏi ổng, ổng hỏi so what's happening. Thì cô tiếp viên trưởng có nói là ông này đòi thưa ông, cho nên thành ra sẽ có cảnh sát chờ đợi chúng ta khi chúng ta đáp. Thì ổng đã nghe cái câu đó rồi, cho nên trước khi đáp nửa tiếng ổng mới nói thêm câu nữa là hey buddy, I want to say sorry. Ổng nghĩ là vậy thôi, nhưng mà khi ổng thấy cái sự, ổng nghĩ là nếu mà em nói cái câu đó thì xong rồi. Đúng không? Thí dụ mà trước khi máy bay đáp mà em đổi ý, em vẫn nói được, em nói là tôi sẽ không truy tố ổng nữa, coi như ổng xin lỗi tôi thì sẽ không có chuyện gì hết. Dĩ nhiên là hãng máy bay United họ muốn chuyện đó xảy ra, họ không bao giờ mà muốn cái chuyện gì. Khi có chuyện gì đó họ phải file, nó gọi là cái incident report. Cho nên thành ra họ không muốn cái điều đó xảy ra, nhất là vấn đề mà kỳ thị chủng tộc đồ này kia. Hãng máy bay United là một trong những cái hãng lớn nhất quốc tế, họ không muốn cái điều đó. Họ muốn vướng vào cái việc không đó. Vướng vào điều đó. Dù không phải họ làm nhưng mà họ cũng muốn vướng đúng vào. Đúng vậy. Đừng nói chi là tiếp viên của họ đã nói một cái điều mà họ không nên nói. Là thí dụ giờ ông khách đó có yêu cầu em không cắn hạt dưa, cô tiếp viên cũng nên không nói lại với em, mà phải nói với ông, thưa ngài, ông yêu cầu một cái điều mà tôi không yêu cầu người khách này được. Tại vì không có luật cấm người ta. Nếu ông thấy ồn ào, tôi nghĩ ông nên đeo headset hay ông làm gì để mà tránh tiếng ồn ào, chứ ông không thể yêu cầu người ta được. Nhưng cô tiếp viên lại đến yêu cầu em, cho nên thành ra nó dính líu luôn cả tiếp viên của hãng United trong đó, cho nên họ không muốn cái sự đó. Thì họ cũng có nói nữa, trước khi đáp họ nói là do you still want to press charge, một lần nữa ông có muốn truy tố ông hay không. Em mới nói yes. Thì ông ngày ông ngồi ông nghe rồi, cho nên thành ra trước khi đáp ông mới vỗ lên cái ghế em, ông nghĩ là ông nói câu đó coi như là giảng hòa đi vậy đó, là hey buddy, I want to say I'm sorry. Thì em mới quay em nói là don't talk, thấy không, em mới ngồi xuống. Thì khi mà máy bay vừa đáp á, máy bay đáp xuống á, thì ông cơ trưởng ông ra liền, ông mở cửa ra, ông đứng ngay cái cửa buồng lái. Sau ông nói Mr. Taylor, come over and stand next to me. Ông sợ là có thể là xô xát á, là thí dụ mà xuống đó mà lời qua tiếng lợi nữa có thể xô xát, phải không? Thì ông qua ông kia, hey Mr. Taylor, come next to me. Thì em tới em kéo, bữa đó em không có hành lý gì, em chỉ có cái giỏ sách vali kéo mà có cái laptop trong đó, thì em kéo tới em đứng ngay chỗ đó như kế ổng. Thì kế bên ổng là cô tiếp viên trưởng, đứng kế bên ổng luôn. Thì coi như là trước cái cửa đi ra, sau lưng cái buồng lái cái là em đứng, rồi tới ông captain, rồi tới cái cô tiếp viên trưởng. Thì vừa mở cái cửa lên thì anh thấy người đại diện của hãng United đứng đó rồi. Bà ta cầm một cuốn sách và có hai cái vé. Để ở trên á là 1F là tên của em, ở dưới là 2F là tên ổng. Thì vừa mở cửa thì bà còn đứng có khoảng cách với em, bà nói are you Mr. Taylor, bà chỉ em. Em nói yes. Bà nói mời ông ra đây. Thì bà mới, em đứng ra, em ra ngoài em đứng ra thế bà, thì bà mới nói là ông chỉ mặt giùm tôi cái người khách mà mới nãy đã verbally attack you. Thì em ngó trên cái tờ giấy bà để là em, bà để 1F là em ở trên, ông kia 2F là nằm ở dưới. Thì em mới nói tôi nhớ mặt ổng, ổng bước ra tôi sẽ chỉ cho bà. Thì bà mới nói là ông đứng đây đi, cảnh sát đang chờ chúng ta ở phía bên ngoài. Tại vì cảnh sát không có vào tới trong máy bay để gây giống như là ngoài ra là trấn áp, có chuyện gì thì họ mới vào, chứ họ không muốn gây cái sự hoang mang cho khách. Đúng không? Hành khách thấy ồ tự nhiên có cảnh sát. Nãy giờ những cái diễn biến xảy ra đó, những người khách xung quanh không nghe gì hết, không biết gì hết. Toàn bộ cái câu chuyện không ai để ý. Không, tại vì em đã nói với anh tắt đèn xuống hết, và người ta 3 giờ đó, 7 giờ mấy là người ta ăn uống xong, người ta muốn ngủ. Và cái câu mẫu đối thoại của em với ổng là hai người qua lời, chứ không phải là ấu đả với nhau ồn ào. Không có nói lớn. Không có nói lớn. Nhưng mà ổng nói những gì, tại em ngồi ngay sau lưng ổng em nghe hết. Thì em đối đáp là vậy đó. Thì tới chừng mà khi bước ra ngoài thì bà đại diện của hãng United bà mới nói câu đó. Bà nói là bây giờ tôi nói cho ông biết là cái ông Taylor. Bà mới hỏi là what is your name? Thì ổng mới nói là Michael. Thì bà mới nói ông Michael, ông Taylor nói là ông với ổng có lời qua tiếng lại, và ông có make some racial slur, racial remarks against him, and he wanna press charge. Thì ổng mới nói là I told him I'm sorry. Thấy không?
thì cô bạn gái cậu mới lên tiếng, cậu nói là nếu ông thưa bạn trai tôi thì bạn trai tôi sẽ thưa ngược lại ông, tại vì ông hâm ông đòi đánh ổng. Bà nói vậy đó, cái cô bạn gái cũ ấy. Thì em nghĩ là ở trong phần này có một phần nào là cô bạn gái châm ngòi vô, cho nên ông này ông mới điên loạn lên nhiều như vậy. Thì cậu mới nói là if you gonna press charge against him, he gonna press charge against you because you threatened to punch him in the face. Thì em mới tỉnh tỉnh lắm, em mới nói là lady, listen to what I told your boyfriend, okay? I said I could have, chứ không phải I'm going to. I could have, tôi có thể đã đấm vào mặt ông, chứ tôi không phải là tôi sẽ đấm vào mặt ông, thì nó gọi là cái câu hăm dọa. Thấy không? Tôi dựa theo cái lời nói của ông, tôi có thể đấm vào mặt ông, nhưng mà tôi không. Ok? So không có thể cái câu nói đó là cái câu hăm dọa được. Thì bản cái cô bạn gái bạn nghe tới cái câu đó, thì ông này vẫn tiếp tục hey buddy, I'm sorry. Tại vì họ nói là họ có một chuyến bay kế tiếp để họ chuyển tiếp. Họ muốn đi thì cái bà đại diện của hãng United khăng khăng không cho ông đi. Nói ông phải ở đây cho tới chừng nào mà chúng ta gặp cảnh sát thì ông mới được đi. Lúc đó chưa có cảnh sát vô. Cảnh sát, anh nhìn thấy cảnh sát ở cái cuối cái jetway, nó khoảng chừng 30-40 thước anh ra khỏi cái đường đi mà dẫn vào cái ống dẫn vào máy bay. Thì anh đã nhìn thấy cảnh sát đứng bên ngoài. Nhưng mà cảnh sát chưa vào. Thì tới lúc đó thì ông anh thấy cái sự lúng túng của ông lên. Thì cô bạn gái mới quay qua, ông cứ nói cái miệng nó hey buddy, I'm sorry. Thì ông, cái cô bạn gái mới quay qua, mới nắm cái cổ áo ông, nắm vậy nè. You listen to me, Mike. Cô kêu ông là Mike, listen to me. I don't want you to talk to him anymore. Là tôi không muốn anh nói chuyện với nó nữa. Anh biết là nó mới nói anh là gì không? Nó nói anh là người kỳ thị chủng tộc. Có thể khán giả xem cái này là ở nước khác thì không biết, nhưng mà ở Mỹ cái tội này là cực kỳ trầm trọng, nghiêm trọng. Mỹ tuy rằng mình biết là hợp chủng quốc, có nhiều người họ kỳ thị lẫn nhau, nhưng luật pháp cấm không được lên tiếng hay là có thái độ hay là làm cái gì biểu hiện cái sự kỳ thị đó. Cho nên thành ra ở Mỹ họ rất sợ khi họ bị một người khác, đúng không, kêu là tố cáo họ cái tội đó. Thì cô bạn gái cũng mới nắm cái áo, cổ áo của ông bạn trai của nó, Mike, stop talking to him. Cô bạn gái cũng là người da trắng. Da trắng luôn. Thì cô bạn gái mới nói là Mike, stop talking to him. Bà còn chỉ ngón tay, tại em đứng sau lưng thì ông đang đứng đối diện, thì bà chỉ và bà nói là did you know he just called you a racist? Đó. Thì bà xong cô mới quay qua cô hỏi cái cô đại diện của Flight Tender, cái cô đại diện của hãng United là ông Taylor có truy tố tôi hay không? Is he gonna press charge against me too? Does he have anything against me? Thì bà đại diện của hãng United bà mới nói là no, ông Taylor không có truy tố cô. Thì cổ mới nói vậy thì tôi phải đi để tôi catch cái chuyến máy bay chuyển tiếp của tôi. Thì cổ mới bỏ cô đi. Thì bà này bà nói yes you can go. Vậy là ông bồ mắc nạn ở lại. Thì còn đấy thì nãy giờ bà làm dữ này này, bà thì cô bạn gái bỏ đi. Không ở lại. Không ở lại. Thì khi mà cổ đi rồi đó, ông này hoàn toàn giống như là cái áo giáp của ổng nãy giờ bảo vệ ổng không còn, cái bùa hộ mạng không còn nữa. Ổng bắt đầu run rẩy lên, ổng rướm rướm nước mắt và cái mặt ổng đỏ lên. Thì trong lòng khi em thấy cái điều đó đó, em sợ ổng bị lên máu. Tại ổng cũng có tuổi rồi thì mình sợ làm quá, những người mà huyết áp cao đó có chuyện gì là mình mang họa nữa, biết không? Cho nên thành ra khi em thấy mặt ổng đỏ như cái cà chua, bắt đầu ổng rưng rưng nước mắt, thì ổng cái động tác của ổng em không thể nào quên được là ổng xè hai cái tay vậy này, tay trước tay sau. Ổng mới nói Mr. Taylor, I humbly apologize for my action. I was out of line, maybe because of the lack of sleep, but I'm not using that as an excuse. I ask you to forgive me. This is a learning experience for me. Tạm dịch là cái chữ humble cũng giống như là cái người khẩn cầu đó. Tôi thành khẩn xin ông. Thành khẩn xin ông tha lỗi. Có thể vì tôi thiếu ngủ, cho nên thành ra tôi có những lời nói quá đáng. Nhưng mà tôi không muốn dùng cái lý do là tôi thiếu ngủ. Tôi chỉ xin ông bỏ qua. Đây là một cái bài học của tôi. Bài học nhớ đời của tôi. Cho nên thì cái bà của hãng United đại diện bà vẫn nói là do you accept his apology or you still want to press charge? Thì lúc này em nói với anh là ông rướm rướm nước mắt mà tay chân ông rung, mặt ông đỏ lên hết. Thì em bắt đầu em mới bỏ cái giỏ của em xuống. Nãy giờ em đang đứng em kéo với tư cách là em đi ra để gặp cảnh sát. Thì lúc đó thì em mới ngưng cái giỏ là em quay lại, em đứng quay lại thì hai người kia vẫn còn đứng đó. Thì em mới ngó ổng, em mới nói là I want you to promise me in front of all these people from one man to another that you not gonna treat any person like the way you treat me on that flight. Tôi giữa đàn ông với đàn ông, tôi muốn ông hứa trước mặt bao nhiêu người ở đây là từ đây về sau ông sẽ không đối xử với bất cứ một người nào, sắc tộc nào như cái cách ông vừa đối xử với tôi trên chuyến bay đó.
ông mới nói I promise, I swear, I promise. Em mới nói giọng ok. Hứa mà thề luôn. Thề luôn. Ok, have a good flight. Thì bắt đầu ông đi ra, thì em đi ra, thì ông đi ra, thì đi ra tới đó là em thấy hai người cảnh sát, một người là người người Tây và người người Á Châu, một người mỗi người đứng một bên. Thì khi đi ra khỏi chỗ đó thì ông gọi em lâu nữa, ông mới nói hello Mr. Taylor, I want again. I really want to apologize and I want you to know that I appreciate that you didn't make, you know, you didn't press charge so I can catch up with my girlfriend on the connecting flight. Rồi, tôi thật lòng là cảm một lần nữa, tôi muốn cảm ơn ông vì ông không có truy tố tôi để cho tôi còn kịp đi cái chuyến bay kế tiếp chung với bạn gái tôi. Thì ông đi. Thì em mới nói ok, just you know, keep your word, giữ lời và have a good flight. Thì ông đi. Thì khi ông đi đó thì cái người cảnh sát đầu trọc giống như anh Lân vậy nè, mà thấp, mà tướng tập tạ đô con lắm, phải không? Thấp nhỏ con nhưng mà mình nhìn là mình biết Á Châu liền. Và người anh Tây kia thể anh cảnh sát mà người Á Châu nãy giờ anh mới lên tiếng, anh nói chắc là anh trong đầu anh nghĩ là một người Việt Nam mà anh không thấy Việt Nam rồi đó. Thì anh mới nói you Vietnamese, are you really Vietnamese? Ông hỏi em vậy, anh có thấy là người Việt Nam thật không? Anh nói yes, my mom is Vietnamese. Tại anh nghe là có người cắn hạt dưa là người Việt Nam bị đối xử như vậy, thì anh đang trong đầu anh hình dung là một người Á Châu như anh Lân vậy, chứ anh không nghĩ là ủa tại sao ông này Taylor mà đây. Thì ổng, anh mới hỏi là are you really Vietnamese? Em mới nói yes, my mom is Vietnamese. Tôi đúng là Việt Nam, mẹ tôi là người Việt Nam. Thì ổng mới nói câu I like the way you handle the situation. Tôi anh biết hết, anh đứng ngoài mà anh biết hết rồi. Không, đã tường thuật hết rồi. Khi anh yêu cầu cảnh sát là anh đã biết cái chuyện gì nó đã xảy ra. Thì cảnh sát ảnh mới nói câu đó, I really like the way you handle the situation. Ảnh mới nói thêm nữa là trong cái sự việc này tôi không có bắt ổng được, tại vì ổng không có ẩu đả, ổng không có làm chấn thương anh. We cannot make an arrest because there is no physical ổng nói cái chữ là altercation. He only verbally abused or attacked you. We could only file an official police report in case if you want to press charge. Chúng tôi chỉ có mặt để lập biên bản nếu anh muốn truy tố, nhưng mà chúng tôi không bắt ổng được, tại vì ổng chưa có làm gì mà chấn thương tới thân thể của anh, cho nên thành ra theo luật pháp thì chúng tôi không được quyền bắt ảnh. Nhưng mà chúng tôi đến đây để làm cái report, tại vì thí dụ anh truy tố người nào, anh đưa ra tòa thì tòa họ sẽ hỏi ngày hôm đó sự việc xảy ra nhưng mà có report hay không. Họ chỉ tin vào cái lời của cảnh sát mà thôi. Theo lời cảnh sát ngày hôm đó họ có mặt, họ lập biên bản là đây là cái lời khai, chứ hai bên ký vào. Chứ không thể nào mà có nhiều người nói là trời ơi sự việc này mà xảy ra đến là sẽ bị còng hết. Tôi đã nói rồi một lần nữa, nếu tôi và người khách này không nâng cái sự lời qua tiếng lợi ở trên máy bay sau khi cơ trưởng và tiếp viên trưởng nói, thì chúng tôi sẽ bị phạt và sẽ bị truy tố là cái tội nó gọi là disturbing the peace, đúng không? Làm là ồn ào tới chúng tôi đã giải quyết rất là ổn thỏa theo cái lời nói, không lời qua tiếng lời gì nữa hết. Nhưng tôi vẫn có quyền truy tố ổng và cảnh sát đã đến. Dĩ nhiên khi anh có chuyện gì bây giờ ở nhà anh gọi cảnh sát họ sẽ phải đến. Nó là sao có vấn đề với hàng xóm tôi muốn file report họ dẫn đến. Cho nên có nhiều người không biết là họ biết luật hay không, hay là họ cố tình họ nói là ô sự việc này cảnh sát nó không có đến đâu, nó đến làm gì, tại sao không? Nếu mà cảnh sát không đến, nó đưa tới cái sự ấu đả giữa tôi và ổng, lúc đó là chúng tôi người bằng những người xung quanh họ thưa luôn cả ti cảnh sát luôn, là tại sao có việc xảy ra giữa hai ông này mà quý vị không đến để làm biên bản hoặc là can ngăn, hay là có cái sự đại diện của luật pháp thì khác. Còn bây giờ hai cảnh sát không đến, hai anh cha này đi tự trong máy bay ra ngoài lời qua tiếng lại đã đánh nhau rồi. Có thể là khi mà không thấy cảnh sát, ông này ổng không chưa dịu nước như vậy nữa. Cho nên thành ra khi mà cảnh sát nói với em điều đó, anh nói I know, là ông nói là I like the way you handle the situation and to let you know that we cannot make any arrest. Không có bắt ai được hết, tại vì vấn đề đây là there's no physical, you know, altercation and không có làm gì mà ảnh hưởng tới cái sự an toàn của máy bay. Nhưng vì nếu mà anh muốn lập biên bản, tôi sẽ lập biên bản để sau này anh truy tố. Thì mới nãy khi mà lúc mà đứng ra khỏi chiếc máy bay đó, thì hai người bạn của em và mọi người khách đi ra. Hai người bạn em là đi trong cái cuộc họp á, thì họ đi ra họ thấy em đứng đó với lại ông Mỹ và này kia nhân viên, họ không biết chuyện gì. Thì em có gọi điện thoại em nói là em muốn truy tố người này vì cái tội họ mạ lị mình, vì cái vấn đề mà ăn hạt dưa này này kia. Thì hai người bạn đi chung mới khuyên nó thôi mà đầu năm đầu tháng mà, biết không, thôi bỏ qua đi, về nhà mà ăn ăn miếng gà với vợ đi. Tại vì em có nói là em đi họp bữa nay không có Phương, mà trong dịp Tết thì người Bắc hay nấu miếng gà. Em nói là Phương ở nhà đang nấu miếng gà chờ em.
thì hai người bạn mới nói câu đó, nó nói là thôi mà nhịn đi, qua bỏ qua hết đi, đầu năm đầu tháng về nhà mà ăn miếng gà với vợ đi. Thì họ nói vừa cười cười, đúng không? Thì em mới nói là đừng lo, em không có truy tố ổng, em chỉ muốn dạy cho ổng một bài học thôi, phải không? Tại vì nếu không thì mai mốt sẽ có những người nạn nhân khác, những người khác sẽ bị cái tên nạn hiếp nữa. Thì tóm tắt lại nó là cái câu chuyện nó nằm ở đó. Thì em cũng suy nghĩ, xong rồi em mới bỏ lên. Tại sao em nghĩ là trong ở trên Facebook của em nghĩ là một cái kinh nghiệm mà là mình là tai nghe mắt thấy, mình là nhân chứng. Mà mỗi tuần mình bay mình đã nói rồi, mình thấy có nhiều người Á Châu bị ăn hiếp mà người ta cứ nhịn. Em muốn đưa cái này lên để cho người ta thấy những cái gì mà nó nằm trong quyền của người ta, để sau này những đồng hương của mình hay những người khác đứng trong cái tương tự giống em, họ biết cái gì là quyền của họ, đừng có sợ. Mình sai thì mình mới sợ, còn mình không sai, ở đây nó có pháp luật để nó bảo vệ mình. Cho nên nếu mình không sai, mình nên lên tiếng để mình bảo vệ cái quyền lợi của mình. Thì mục tiêu của Dũng là đưa cái đó lên để cho thấy là những gì mà người Việt Nam mình từ xưa giờ, tại sao em hay nói với người ta em người Việt Nam, em vẫn hãnh diện, em hay nói với người ta tôi là Vietnamese American. Thì cái câu chuyện nó là như vậy, nhưng có vài người lại đi vào đó lại châm biếm, nói là nổ, rồi nói là sự việc không có như vậy. Thứ nhất là những cái điều họ nói đó, họ nói chuyện rất là cái từ Việt Nam mình nói là sao, không có cơ sở. Họ nói những tính cách cá nhân, họ nói rất là ẩu thả, không có vô trách nhiệm, đúng không? Mà họ vào họ nói xong, họ chẳng hạn như có một, em không muốn nêu tên của một cái mà cái trang nhà đó, họ nói là có bằng chứng ông Dũng nổ, xong họ đưa ra họ nói là những cái nhìn của họ, đã nói bằng chứng thì phải có bằng chứng cụ thể chứ, tự nhiên anh đưa ra cái nhìn của anh có thể nghe câu chuyện của tôi và anh nói anh không tin. Anh có quyền, một là anh tin, hai là anh không tin. Còn nếu anh muốn điều tra, em hỏi anh Lân, em cho số chuyến bay nè, em cho ngày nè, em cho ghế ngồi nè. Bây giờ thí dụ anh là luật sư đại diện của ai đi, anh muốn gọi, anh muốn tìm hiểu dễ lắm. Họ có official, nó gọi là incident report hết. Cho nên thành ra nếu mà sự thật một công việc nó không vậy đó, anh không thể nào nêu một cái hãng máy bay lớn ra như vậy. Nó ảnh hưởng tới uy tín của họ. Họ có thể thưa kiện anh chứ, đúng, phải không? Tại vì cái trang của anh là rất nhiều người xem. Đúng vậy. Cho nên thí dụ anh nói cái gì tốt về hãng của họ thì không nói gì. Anh nói mà nó ảnh hưởng tới uy tín. Có một cái sự mà lời qua tiếng lợi mà dính líu tới vấn đề mà kỳ thị chủng tộc trên chuyến bay của họ, không phải là một cái điều hay. Cho nên thành ra họ, anh nói mà không có sách mà mắt có chứng là đâu phải dễ. Ở Mỹ này đó, anh muốn nói gì cũng được, quyền tự do nó có. Nhưng mà anh phải có trách nhiệm với lại những gì anh nói. Chứ không phải là anh muốn phát biểu gì anh phát biểu. Tôi có thể nói là tôi nghĩ ông Tổng thống Obama là một người xấu. Tôi có quyền nói. Nhưng tôi không thể nói ông Tổng thống Obama là một người hãm hiếp phụ nữ. Nếu tôi không có bằng chứng. Khi tôi nói cái điều đó là tôi đang mạ lị ổng. Mà tôi không có bằng chứng là tôi phải chịu trách nhiệm với cái lời nói. Dũng đang nói tới cái đó là nó có một cái căn bản mà mấy đứa nhỏ mới khoảng chừng học lớp 2, lớp 3 ở đây là nó đã hiểu về cái vấn đề này. Vâng. Khi mà nó học nó có hai cái khái niệm. Một cái khái niệm gọi là fact, tức là sự kiện. Và một cái khái niệm gọi là opinion. Opinion. Là in my opinion. Là ý kiến. Ý kiến của tôi. Theo cái nhận định của tôi. Anh có thể nói ông Obama xấu. Đó là cái nhận định của anh. Nhưng anh nói ông Obama hiếp người ta là cái đó là sự kiện có thật. Thì là anh, nếu mà cái chuyện đó không có thật thì anh lại phải chịu trách nhiệm. Đúng vậy. Cho nên những người mà hiểu được cái luật lệ một phần nào ở đây đó sẽ rất là dễ dàng biết được cái câu chuyện của Dũng nó như thế nào. Trong cái câu chuyện đó có một vài cái tại vì mình muốn chia sẻ đây để mà không chỉ là những người ở khắp nơi mà đặc biệt là những người Việt Nam ở Mỹ, là ở trong một cái xã hội đa chủng như là Dũng nói đó, rất là cần biết những cái điều này. Đặc biệt là những người Việt Nam mình đôi khi rất dễ mang cái tính gọi là bỏ qua cho nó xong. Không phải chỉ vì và người ta không cái văn hóa Việt Nam đâu, mà là nhiều khi nó bất đồng ngôn ngữ nữa. Bất đồng ngôn ngữ, yeah. Và không biết cái quyền hạn của mình ở đâu. Đúng rồi. Thì đây là một cái bài học rất tốt. Trong có một cái điểm như thế này, Dũng nói là khi mà cái người đó nói như vậy là mang cái tội phỉ báng. Nhưng mà ngược lại ở Mỹ này người ta cũng rất là tôn trọng cái quyền gọi là tự do ngôn luận. Vâng. Vậy thì làm sao để mà mình hiểu được là cái phần nào nằm ở cái phần vẫn còn là tự do ngôn luận, mà cái phần nào đã đi ra khỏi cái ranh giới tự do ngôn luận để mà phỉ báng người khác mang cái tội? Ơ, đơn giản lắm. Anh giống như mới nãy anh nói đó, in my opinion, thí dụ em là người của công chúng hay là anh là người của công chúng, thì anh dĩ nhiên công chúng có quyền phê phán anh, nhưng mà công chúng không có quyền lên án anh. Anh có quyền nói là theo tôi nghĩ, in my opinion, or in, you know, in my, the way I see it, nó khác. Còn anh lên anh nói là
thí dụ người đó là thân cộng hay người đó là việc cộng, anh phải có bằng chứng à. Cho nên thành ra nó tự do ngôn luận nhưng mà nó có ranh giới và nó rõ ràng hết. Chứ anh không thể nào anh nói là ồ anh bao gồm lại hết, anh nói là người ta làm những chuyện mà người ta không có. Cho nên thành ra nó nằm ở cái ranh giới là tôi tự do ngôn luận là sao? Tôi có thể nói phong long, nhưng mà tôi đưa tên của một cái người nào hay là tôi nói thẳng vào người nào có nghĩa là tôi đang kết án người ta. Thì tôi phải có bằng chứng rõ ràng cái điều đó. Chẳng hạn như bây giờ thí dụ ổng nói đơn giản, nãy giờ ổng không có nói chuyện với em không có nói chuyện cái vấn đề mà văn hóa Á Châu thì nó khác. Em đang nói chuyện với ổng và em đang nói chuyện với cô tiếp viên, thì ổng lên tiếng ổng nói như vậy và ổng nói cái câu bồi theo đó nữa. Ổng còn nạp thêm một câu sau đó nữa là những có những hạng người không nên ngồi hạng thương gia. Thì khi ổng nói câu đó em mới trả lời đơn giản, em nói speak for yourself, có nghĩa là ông hãy tự xem ở ông đi, ông có đủ tư cách ngồi đây chưa mà ông lên án người ta, đúng không? Cho nên thành ra cái tự do ngôn luận ở cái khuôn khổ tự do ngôn luận trong trách nhiệm, chứ không phải tự do ngôn luận muốn nói gì là nói, đúng không? Mình phải có trách nhiệm và những lời của mình nói, nhất là những người mặt của công chúng nữa, mình phỉ báng người ta là mình phải có trách nhiệm. Và nói thêm một chút xíu về cái vấn đề rất quan trọng ở Mỹ này là cái vấn đề phân biệt, kỳ thị. Tại vì xã hội Mỹ mình cũng biết là nó được tạo nên bởi rất nhiều nguồn văn hóa khác nhau, rất nhiều giống dân khác nhau từ các nước trên thế giới. Chính vì nước Mỹ vượt qua được cái vấn đề mà phân biệt chủng tộc ở trong cái luật lệ của nước Mỹ, cho nên nó mới có thể là tạo được một cái xã hội ổn định với một cái nhiều thành phần khác nhau như vậy. Và do vậy cho nên là cái vấn đề kỳ thị chủng tộc là cái điều rất là trầm trọng đối với lại, rất là quan trọng đối với lại trong các cái mối quan hệ trong cái xã hội này. Nếu mà mình biết đó, người nào mà đi làm đó sẽ biết, nhất là làm những cái hãng Mỹ sẽ biết là luôn luôn có những cái luật lệ, cái policy, hoặc là có những cái chuyên gia mời tới để nói chuyện về như thế nào để mà tránh những cái chuyện đó giữa đồng nghiệp với nhau, giữa trên với dưới. Ngoài ra còn có những cái khác nữa. Nếu mà mình đi làm mình biết hồi xưa thí dụ như là những cái luật về liên quan tới harassment chẳng hạn, là làm như thế nào để tránh harassment. Cho nên tất cả mọi cái đó đều là có sự giáo dục một cách rõ ràng và khoa học hết. Thì dĩ nhiên anh Lân nói vấn đề về công ty, anh đi làm thì ở bên HR là ở bên cái bộ nhân viên mà mướn nhân viên, sa thải nhân viên, họ luôn luôn có những cái buổi họp để mà giáo dục nhân viên, để tránh những cái phần mà anh làm những cái gì anh kỳ thị. Chẳng hạn như bây giờ anh thấy người Á Châu ăn đồ ăn, người Á Châu mình ăn đồ ăn nó có những cái đồ mùi, chẳng hạn như nước mắm, nước tương. Và thí dụ bây giờ người này ngồi ăn ở trong căng tin mà người kia nói xúc phạm người nọ, có nghĩa là anh đã xúc phạm. Nhưng thường thường ở trong công ty họ hay thưa công ty, cho nên công ty họ tránh cái phần thưa kiện bằng cách là họ giáo dục nhân viên rõ ràng. Vậy có chuyện gì họ bắt người đã ký giấy xuống là chúng tôi đã giáo dục rõ ràng và cái chuyện này là cá nhân. Cho nên thành ra họ tránh cái điều đó rõ ràng. Lý do mà Dũng cũng xác nhận những điều anh Lân nói là tại vì Dũng cũng là một người kỹ sư, Dũng làm cho công ty Fortune 500 Company khoảng 20 năm. Cho nên dưới tay của Dũng, Dũng từng quản lý trên 80 người kỹ sư. Cho nên thành ra cái vấn đề HR và luật xúc phạm người ta Dũng rõ ràng, Dũng nắm điều đó hết. Cho nên anh nói cái điều đó nó đúng. Và ở Mỹ nó có một cái điều nữa là tuy là cái quốc gia Mỹ hồi lúc mà rời khỏi máy bay đó, lúc mà ông Mike cũng nói với Dũng, Dũng có quay lại Dũng nói với ông á, là Dũng nói là Mike, you know this is the United States of America, it's a melting pot. Em nói cái câu mà tiếng lóng đó, a melting pot là một cái nồi mà mình theo gì mình nấu cháo, nó có đủ thứ trong đó hết. Mà chỉ có người Mỹ họ nói câu này được thôi. Chứ người ngoài họ nói mình á, là mình họ mang cái tội là họ phỉ báng mình. Nó nói, this is a melting pot. The reason that we are one of the strongest or the strongest nation in the world, given our short history only 200 plus years, is because it's the diverse culture of all people and all culture. So remember that. Lý do mà tại sao cường quốc nước Mỹ trở thành một cường quốc trong một cái thời gian lịch sử giãn dọn chỉ có trên dưới 200 năm là tại vì chúng ta là một cái hộp chủng quốc Hoa Kỳ và cái sự đóng góp của những sắc tộc có mặt ở đây. Ông đừng quên cái điều đó. Thì ổng gật đầu xong ổng mới bỏ ổng đi. Em muốn nhấn mạnh cái điều đó cho nên có thể anh cảnh sát anh nghe cái câu đó anh mới nói là I like the way you handle the situation. Cho nên quay lại cái điều mình nói với mọi người đó là nếu mình có knowledge, mình có trí tuệ, đúng không? Thì mình sẽ là sức mạnh. Nó là sức mạnh của mình. Cho nên thành ra càng biết nhiều càng nắm được thông tin. Và cái đó nó nhất là ở Mỹ này. Cho nên em hay nói với anh Lân và mọi người khán giả đó, ở Mỹ đó con người hơn nhau không phải chỉ có vật chất, nó hơn nhau nhiều thứ. Ông khách ngồi ngoài sau có thể là tỷ phú, nhưng mà ông mở lời, ông nói xúc phạm một cái người cho thường dân thôi, họ vẫn có thể thưa kiện ông, họ vẫn có thể đem ông ra, ông vẫn phải trả lời trước pháp luật.
tổng thống Mỹ làm một cái chuyện gì sai vẫn đứng ra trước mặt dân để xin lỗi như thường. Mình thấy bình thường. Có một cái những cái buổi mà tổng thống lên trên TV toàn quốc đứng ra để xin lỗi, tôi đã vi phạm điều luật này, tôi đã làm cho dân mất lòng tin tôi, những cái lời nói của tôi xin lỗi, thương tin. Nếu mà cái lời xin lỗi của tổng thống không được người dân chấp nhận, họ sẽ loại ổng ra khỏi văn phòng, impeachment, get him out of the office. Bao nhiêu tổng thống Mỹ cũng bị điều đó. Cho nên Mỹ nó có luật và nó khác những cái chỗ khác là nhiều người nước khác họ xem họ cũng nói là ô nước của tôi cũng có luật vậy. Có luật nhưng mà nó có nghiêm hay không? Và người dân có tuân thủ và họ có biết hay không, họ có tôn trọng. Mỹ nó được cái đó, không cần biết anh sắc tộc, anh đến từ đâu. Nhưng khi anh đã gia nhập vô đời sống, nhất là khi anh tuyên thệ, sau 5 năm anh trở thành công dân Hoa Kỳ, là anh bảo đảm anh phải biết luật. Chứ anh không thể nào bị cảnh sát bắt hay là anh ra tòa, anh không biết luật. Thì how do you become an American citizen? Khi mà anh đã biết luật, anh là cái người mà vào quốc tịch Mỹ mới có một ngày đi, thì anh, cái quyền lợi của anh, cái quyền hạn của anh, cái quyền lợi của anh nó cũng ngang với một cái ông Mỹ đó ở đây ba đời là người Mỹ, đều ngang, đứng trước pháp luật đều ngang nhau. Một chi tiết bên lề như thế này, về cái ông... Ngoài trừ khoan, anh nói cái gì em hiểu biết tới đâu thì em nói đó. Nếu anh nhập tịch, anh là người nước khác, anh không phải là người sinh ra ở đây, anh được quyền lợi nhưng mà có những thứ anh không được như người sinh ở đây. Chẳng hạn như nếu anh vi phạm luật nặng, phải không? Phản quốc, họ được quyền trục xuất anh về nước sở tại. Phải không? Họ revoke cái citizenship của anh, họ bãi cái đó. Cái thứ nhì nữa, có những cái văn phòng, chẳng hạn như anh muốn vô những cái chức vụ làm chính trị, anh không lấy được cái chức vụ đó nếu anh không phải là người dân sinh tại nước Mỹ. Ngoài ra, thì dù cho anh mới nhập tịch một ngày, hoặc là người sinh ở đây, thì quyền hạn của anh vẫn bằng nhau, vẫn được bận về bằng nhau. Trước cặp mắt của pháp luật và công lý, anh vẫn bằng nhau. Chỉ có những cái đó thôi, là khi anh là người nhập tịch mà anh vi phạm, nó gọi là quốc cấm đó, những cái chuyện mà nó gọi là felony đó, mà Mỹ nó có cái luật nó gọi là three strike, lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba là anh sẽ bị trục xuất. Chẳng hạn như Justin Bieber, hiện giờ anh ta là người mà nổi tiếng ở bên Canada qua Mỹ, một siêu sao mà anh phạm nhiều luật quá, hiện giờ người Mỹ đang kêu gọi để có chữ ký để trục xuất ảnh về Canada. Thì đó là một trong những cái điển hình. Thì cho anh thấy đó là nếu mà ngày nào anh nhập tịch của Mỹ nhưng mà anh phạm những cái luật quốc cấm nghiêm trọng, felony, mà anh bị một lần, hai lần, lần thứ ba họ vẫn trục xuất anh như thường. Hoặc là một ngày nào anh lân quyết định muốn trở thành phó tổng thống hay tổng thống của nước Mỹ, thì anh sẽ không ngồi hoặc là ra ứng cử những cái ghế đó được. Tại vì những cái đó chỉ có để dành cho những người nào sinh trưởng dòng máu chôn nhau cắt rúng tại Hoa Kỳ mà thôi. À, có lẽ cái việc mà liên quan tới đời sống ở Hoa Kỳ cũng là một cái chủ đề thú vị và chúng ta sẽ đi lại rất nhiều và cái khía cạnh đó cho khán thính giả khắp nơi. Em có một cái điều nữa em muốn nói, em sợ là anh Lân sẽ không hỏi nữa, là trong theo những cái phản ảnh của khán giả đó, họ đọc trên Facebook đó, có nhiều người họ nói là tôi không thích cắn hạt dưa, hoặc là cắn hạt dưa làm chi vậy? Người ta đã yêu cầu mình đừng cắn nè. Không thích thì thôi. Không, bây giờ em đang muốn nói, có nghĩa là những người này nói nhưng mà có thể là họ chưa thấy nhìn nhận vấn đề. Cái người này đó, Dũng đưa ra một cái câu chuyện để cho kể cho quý vị nghe. Ở trong một chuyến bay, ở trên cái first class đó, bao nhiêu người ngồi, mỗi bên là 8 người, hai bên là 16. Mỗi người sinh hoạt riêng hết. Ông này, ổng không có vấn đề. Nếu mà thật sự ổng, cái tiếng cắn hạt dưa mà nó lớn tới nỗi mà ảnh hưởng giấc ngủ ổng á, thật sự như vậy đó, ổng chỉ cần nói đàng hoàng thôi, anh ơi, tôi thật sự cố gắng ngủ, cái tiếng hạt dưa này nó khác đi, nhưng mà cái thái độ của ổng nói với anh, và khi anh nói giải thích với người tiếp viên, ổng còn bồi vô những cái câu some people don't belong in first class hay là stupid Asian culture, là mình cho thấy cái độ đố kỵ khó chịu của ổng với mình. Quý vị hình dung coi, thí dụ bây giờ mà tôi không cắn hạt dưa mà tôi đang ngồi kế người bạn, tôi nói tiếng Á Châu, tôi nói tiếng Việt mà ổng khó chịu, ổng cũng thể nói là shut up, you bother my sleep. Thí dụ đó sao, có kỳ thị không, phải không? Cái vấn đề đây, cái cốt lõi là quý vị nên nhớ là khi người ta khó chịu với mình, họ sẽ tìm cái lý do. Nó không phải cái vấn đề cắn hạt dưa. Hai người phụ nữ ngồi kế bên tôi cười nói coi phim, tại sao không ảnh hưởng ổng? Phải không? Hoặc là nếu mà tôi cắn hạt dưa mà nó ồn ào tới mức vậy thì tại sao những người kế bên không tôi họ ngủ yên lặng hết? Cho nên cho thấy cái điểm đây là, nếu mà quý vị nào nói là nếu mà mình lịch sự thì mình nên không cắn hạt dưa, tôi được quyền cắn hạt dưa cũng giống như một ông khách ngồi kế bên hông tôi ăn potato chip hoặc là uống rượu uống bia. Có những chuyến bay người ta ngồi kế bên hông tôi, họ uống rượu uống bia, tôi không chịu được cái mùi rượu bia nhưng mà tôi đâu có cấm họ được. Chừng nào họ uống say xỉn mà họ quay qua họ nhiễu vô người tôi hay họ đổ người tôi á, thì bắt đầu tôi mới lên tiếng được. Còn họ uống
tôi dù cho tôi không chịu cái mùi nồng của rượu bia, tôi cũng không cấm họ uống được. Đó là cái quyền tự do của mỗi người, nó gọi là personal space. Người ta không liên quan tới cái space của mình. Khi mình hút thuốc, mình phà ra cái khói thuốc của mình, nó lấn vô trong cái không gian của người khác thì nó mới vi phạm. Tôi cắn hạt dưa, tôi bể ở trong cái ly của tôi, nó không dính líu gì cả. Còn cái tiếng ồn của hạt dưa nó không khác gì những cái tiếng ồn khác ở trên đây. Tiếng ồn của động cơ, tiếng cười, tiếng nói, tiếng họ ăn uống, thì tại sao chỉ có cái tiếng hạt dưa làm cho ông khó chịu? Cho nên quý vị nào mà không nhìn thấy được cái vấn đề này, quý vị hãy xem lại đầu óc của mình, tư tưởng của mình có vấn đề. Nói về cái vấn đề mà đi máy bay, nó cũng có một số cái cũng nên đề cập tới. Đặc biệt là những chuyến bay mà đi Á Châu hoặc đi về Việt Nam, mình có một cái nhận xét như thế này. Nó có nhiều cái mà có lẽ người họ chưa có quen đi máy bay, thành họ không có để ý. Thí dụ như cái chuyện mà khi mà máy bay hạ xuống, lẽ ra máy bay hạ xuống là chưa có xong, chừng nào đèn tắt kêu là được quyền tháo cái dây ra đó thì mình mới. Nhưng mà đa số những chuyến bay mà mình đi về Á Châu hoặc là ngay cả những chuyến bay trong Việt Nam, cái này nói thì có thể đụng chạm nhiều người, nhưng mà vừa máy bay vừa mới touchdown một cái là mình nghe rạc. Người ta mở ra hết. Cái đó là không có đúng. Và đứng lên rồi mấy cô tiếp viên hàng không của mấy cái hãng sợ lắm, cứ ngó họ hỏi tới. Lẽ ra là không nên làm như vậy. Ok, anh nói tới đây thì Dũng, anh thấy cái này phải không? Ít có người nào có lắm. Dũng bay nhiều tới nỗi mà Dũng được 1 million mao, 1 triệu mao. Khi anh được 1 triệu mao á, anh nằm ở trong cái loại, nó gọi là exclusive club. Nơi này là của hãng American Airlines. American Airlines là cộng tác co-share với lại Cathay Pacific. Dũng đi một vòng xong Dũng chỉ tại sao. Đáng lẽ Dũng bay về Việt Nam Dũng phải đi American hoặc là đi Cathay Pacific, được cái sự ưu đãi, mình được vào lounge, mình tắm hơi, mình ăn uống. Mà Cathay Pacific á, cái phi trường Hồng Kông nổi tiếng khi đi Á Châu là nó như là một cái shopping của thế giới. Nhưng có 2 lần Dũng thấy sự việc mà cái người Á Châu đối xử với người Á Châu, là từ đó về sau Dũng thề Dũng không đi Cathay Pacific nữa, cũng vì lý do mà anh nói. Dũng dẫn chứng luôn, Dũng nói đó, người Á Châu mình không phải ai cũng hoàn hảo, văn hóa nào nó cũng có cái được và cái mất. Không, nhiều khi một con sâu nó làm sầu nồi canh. Anh nên nhớ không phải người Á Châu nào cũng bay nhiều, có nhiều người họ mới bay lần đầu tiên. Và cái người Việt Nam mình nó có cái câu là người đâu của đó. Nhiều khi của để trên đông sót ruột, nghe cái tiếng máy bay vừa đáp muốn đứng lên lấy của mình, chứ họ không có biết là phải chờ khi nào mà cái tiếng dây an toàn, anh nghe cái tiếng tông là khi đó là được quyền tháo dây an toàn, họ mới đứng dậy. Và cái điều đó nó làm cho những người khách khác khó chịu. Anh được quyền khó chịu nhưng mà anh không được quyền mạ lị. Khi em ngồi ở trên cái hạng thương gia của Cathay Pacific đi vô Việt Nam năm 2004 thì cái cô purser, có nghĩa là tiếp viên trưởng bận áo đỏ. ID Cathay Pacific là biết là họ bận áo trắng sọc đỏ, và cái người bận áo đỏ là người purser. Lúc nào cái người mà tiếp viên trưởng họ cũng bận cái màu áo khác như những người khác để cho thấy họ tiếp viên trưởng. Thì lúc đó máy bay đang chuẩn bị hạ cánh rồi thì cổ tất cả những tiếp viên ngồi vô ghế của họ, nó gọi là chấm seat, nó gài seat belt lại. Thì em ngồi đối diện với cái cô purser. Thì cổ đã nói rồi là tất cả mọi người nên ngồi ghế rồi này kia. Máy bay chuẩn bị hạ cánh, anh nhìn thấy đất rồi thì có 1-2 cụ già đứng lên. Thấp quá, phải đứng lên ghế mới lấy, mới dối tay tới được. Thì cái cô này cổ mới nói đó, là tất cả ngồi xuống một lần nữa. Xong cổ quay qua, cổ nói với lại cái cô đồng nghiệp của cổ. Cổ mới nói, oh these stupid people. Cổ lại nói câu đó nữa bằng tiếng Anh. Chắc có thể là cổ nghĩ là em là người ngoại quốc, em đang khó chịu với mấy cái động tác kia. Thì cổ mới đồng nói tình. Cái đồng tình, em sẽ đồng tình với cổ khi cổ nói câu đó. Nhưng khi cổ nói câu đó xong, lúc mà em đứng lên vô tới trong, em cầm cái vali và em nói trong đầu em sẽ không bao giờ bay hãng Cathay Pacific nữa. Cho tới giờ này luôn, Phương và tất cả đồng nghiệp hỏi, ủa tại sao Dũng không đi Cathay Pacific rồi này kia, em không đi. Em có lý do của em mới nói với cổ một câu vô, nói là you know, you should not say that to those people. Họ đáng tuổi bố mẹ của cô. Nếu một ngày nào bố mẹ cô bị người khác nói như vậy thì cô nghĩ làm sao? Thấy không? Thì cổ quay rồi cổ ngó và cổ giật mình như vậy. Cổ nói, I didn't mean it. Nhưng mà em kéo Ali em đi ra và em nói là từ đó về sau em không bao giờ đi hãng Cathay Pacific. Thì nó điển hình cái câu nói của anh là không phải chỉ có người Việt Nam của mình, không có thể là mấy cái người mà cổ nói là người Hồng Kông nữa. Nhưng em thấy hai bác đó lớn tuổi, đáng tuổi bố mẹ của cổ mà cổ nói cái câu đó. Cho nên em đang nói cái câu là mình thấy những cái sự bất bình, nhất là những người yếu hơn mình cần được cái sự bảo vệ.
thì mình lại không bảo vệ, mình lại thượng đội hạ đạp, thấy cái người sang trọng, cái người hơn mình lại chạy theo, mình đội họ lên, còn những người hèn yếu hơn mình lại đạp xuống. Em cực kỳ em ghét những cái điều đó. Thì cái điều mà em lên tiếng về cái vụ này cũng vậy, không phải là Dũng là muốn đánh bóng hay là nói là người hùng hay là chơi nổi hay này kia. Cái vấn đề đây là mình không thích những cái sự bất công bất bình đó, mà bây giờ mình có khả năng thay đổi, thay vì cứ ngồi đó than phiền thì tại sao không thay đổi. Cái câu chuyện của Dũng chẳng những có thể giúp rất nhiều người Việt Nam ở Mỹ đi máy bay có thể gặp chuyện về sau, nhưng mà không chừng nó giúp luôn ngay chính cái người hành khách tên Michael đó. Ngày hôm nay ảnh có thể đã may mắn là Dũng đã bỏ qua vì cái chuyện này. Nếu mà cũng cái cách đó mà ảnh lại gặp một cái người khác hay là gặp một cái trường hợp khác, có thể sẽ bị cái hậu quả lớn hơn. Nhưng mà sẵn mình nói cái đó, mình mới nói một cái câu chuyện bên lề như thế này, là trong cái đọc trong cái Facebook của Dũng chia sẻ đó, thì có nhiều người ý kiến rằng là cái anh này chắc là anh nói vậy để cho qua chuyện, chứ anh không có thực sự anh muốn xin lỗi. Nhưng mà có một chi tiết này làm cho tôi cảm thấy là anh này anh thực sự muốn xin lỗi. Tức là cái lúc mà anh giữ Dũng lại để mà nói ở trong máy bay á, là buddy I'm sorry, tức là cái lúc đó có thể có nói là anh muốn cho qua chuyện. Nhưng mà khi qua chuyện rồi thì không cần nói nữa, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà khi qua chuyện rồi mà ra khỏi chết quê đó, ra khỏi chết quê, ảnh mới kêu Dũng lại, ảnh lại nói thêm một lần nữa. Cái chi tiết đó cho thấy là có thể ảnh đã ngộ ra được cái chuyện là cái chuyện của ảnh làm rất sai, và nhờ cái chuyện này mà nó thay đổi được cái quan điểm niệm của ảnh, là cái thứ nhất. Cái thứ hai đơn giản hơn là ảnh đã không bị mất cái chuyến bay chuyến bay tới của ảnh. Cho em nghĩ cái điều thứ ba nữa đó, em nghĩ cái điều thứ ba mà ổng, người trên đạo Phật họ nói cái chữ ngộ, cái chữ giác ra, là khi cô bạn gái bỏ ảnh ra đi. Tại vì có thể là lúc ngồi ngoài sau đó, thí dụ ổng khó chịu với em đi, mà cô bạn gái thí dụ giờ mình đi chung đi, nói thôi anh ơi kệ mà người ta đi, thì ổng sẽ dịu xuống. Nhưng cô bạn gái lại giống như là bỏ củi vô thêm lửa nữa, thì trước mặt đàn bà đàn ông hay sĩ diện. Đúng không? Cho nên thành ra em nghĩ là một phần nào cái sự phẫn nộ của ổng á, là không phải thể hiện chỉ có mình ổng không, mà là của cô bạn gái luôn. Thì ổng một phần nào ổng nghĩ là tôi cũng lên tiếng cho cả hai, nhưng mà khi đụng việc thì cô lại quay qua câu hỏi là wow, ông này có truy tố tôi không, nếu không truy tố thì tôi phải đi kế tiếp, chứ mà tôi chuồn trước. Cho nên thành ra một phần nào em nghĩ nó cũng ảnh hưởng tới cái tinh thần của ổng, cái tâm lý của ổng. Cho nên khi đi ra, nhất là ổng thấy hai người cảnh sát, ổng biết là tên này nghiêm, ông Taylor này là nghiêm túc chứ không phải nói chơi để mà dọa mình, nhưng ổng đã bỏ qua. Cho nên thành ra cái đó một phần nào nó cũng đánh vô cái lương tâm của ổng, đúng không? Cho nên thành ra có thể bên trong thì họ không biết trong tương lai như thế nào, em mà em chỉ đắn đo, em chỉ biết chắn điều này là trong tương lai, trước khi ổng mở miệng ra, ông bà mình nói cái câu đó, trước khi nói điều gì uống lưỡi 7 lần. Thì em nghĩ lần sau ông Mike nào muốn nói một cái gì, ông sẽ uống lưỡi tới 9 lần lần. Trước khi, sau cái bài học này, trong thâm tâm ông có thay đổi thật hay không mình không biết, nhưng trước khi nó đưa ra cửa miệng, một lời nói như tứ mã nó thoát ra không lấy lời được, thì ông lần sau ông sẽ thận trọng cái lời nói của ông đối với một cái người khác. Đó là cái điều em đảm bảo qua cái bài học này. Một lần nữa, câu chuyện này thật chắc chắn là sẽ rất nhiều người Việt Nam, đặc biệt là nhiều người Việt Nam ở Mỹ, từ câu chuyện này sẽ rút ra nhiều cái bài học riêng cho mình. Rất là cảm ơn Dũng đã chia sẻ rất là chi tiết. Chẳng những trên trang của Dũng mà bây giờ hôm nay chia sẻ với lại khán giả của phố Bosa TV nữa. Vâng. Nhân tiện như vậy, trước khi chấm dứt, Dũng cho một cái lời chia sẻ của Dũng đối với những người Việt Nam mình, đặc biệt là những người Việt Nam ở Mỹ, sau này có những cái chuyện liên quan tương tự như vậy, chắc chắn là sẽ không giống y chang như vậy, nhưng mà những chuyện tương tự sẽ xảy ra rất nhiều, không phải là chỉ đi máy bay mà là đi đời sống hàng ngày, đi trong shopping, đi ra ngoài chợ, đi ra ngoài đường, đi ra những cái chỗ vui chơi sẽ gặp rất nhiều liên quan tới những cái vấn đề, đặc biệt là vấn đề kỳ thị. Thì Dũng có những cái điều gì? Dũng quay lại, Dũng nói đó, ông bà mình hoặc là những cái điều, cái câu hay nói đó, cái sự khác biệt giữa cái trí thức, cái tri thức và cái kiến thức, mình phải định nghĩa rõ ba cái phần này: trí thức, tri thức và kiến thức. Khi mình có đủ những cái điều này thì bắt đầu mình cảm thấy là mình đầy đủ và mình có thể bảo vệ bản thân mình. Mình sẽ có hành trang cho con cái của mình, và mình bảo vệ luôn những người yếu hèn hơn. Ông trời cho mình những cái khả năng này để chúng ta giúp người khác. Khi chúng ta giúp người khác, mình sẽ được cho thêm bội phần. Có nhiều người nói là ông Dũng này ông thích nói, tại sao từ kim chỉ giá mai cho tới tàu bay vũ trụ cái gì ông cũng nói. Kính thưa quý vị, không ai sinh ra biết hết, Dũng cũng vậy, chúng ta lượm lặt thông tin. Ở gần anh Lân, Dũng học thêm điều này, Dũng đi đây đi đó, Dũng có phước phần ông
ông bà cho mình cái là mình có phước của ông bà, mình đi đây đi đó mình học hỏi, thì mình phải chia sẻ. Khi mình chia sẻ thì bắt đầu mình mới có cơ hội để mình học cái khác. Giống như em hãy nói đó, ly nước của anh vơi thì anh mới có khả năng để chứa đựng những cái mới. Chứ ly nước của anh lúc nào cũng đầy hết, cái gì anh cũng cảm thấy ta đây tôi biết hết rồi, tôi không cần học hỏi, thì anh không bao giờ học được cái gì mới hết. Thì Dũng chỉ có thể chia sẻ rằng hãy biết những cái gì mà trong cái power của mình. Cái câu mà họ nói là knowledge, the more you know, the further you go. Mình càng biết nhiều thì mình càng đi xa. Không hẳn là phải tiền bạc, đừng dùng cái vật chất. Con người nó hơn nhau nhiều thứ chứ không phải chỉ vật chất không. Nhất là cái chỗ mình đang sống, được cái này, mất cái kia. Nhưng tối thiểu mình phải biết là cái phạm vi, cái phạm trù của mình. Tìm hiểu mọi nhiều một chút, đừng có để cơm gạo, áo tiền, cái sinh nhai lấy hết cái thời gian của mình. Mình lại không có tiếp thu được, mình không có trau dồi cái kiến thức của mình để mình giúp cho cái thế hệ sau, hoặc mình giúp cho những người mà yếu hèn hơn mình, hay là những người cần giúp. Thì cái điều đó thì Dũng chỉ có thể khuyên vậy. Dũng không phải là giỏi. Nhiều người nói sao anh không đi học làm luật sư. Từ 18 tuổi khi Dũng là thông dịch viên cho cảnh sát ở New York và FBI, tại vì hồi xưa Dũng ở bên đó, cái hội con lai rất là lớn. Khi những chuyện gì mà dính líu tới con lai thì cảnh sát hay tìm tới Dũng. Thì một ngày đó Dũng trở thành một trong những người thông dịch viên. Cho nên thành ra Dũng gia chạm và Dũng với đời sống và Dũng biết luật. Sau khi công ty của DD Entertainment mời ca sĩ Việt Nam qua đi trình diễn ở Mỹ, công ty đầu tiên mời ca sĩ Việt Nam chính thức theo đi diễn trình diễn, thì bắt đầu mình nhúng tay vô bên luật pháp nhiều, mình học hỏi nhiều. Mỗi khi mình làm việc với bên luật, mình biết cái chuyện gì là cái quyền lợi của mình, cái gì mình nên làm, cái gì không. Thì ngày qua ngày cái đó mình lăn lộn với đời, cái kinh nghiệm đó không có sách vở, không có trường lớp nào nó dạy hết, mà mình phải trả bằng cái kinh nghiệm. Thì Dũng hy vọng những cái kinh nghiệm Dũng chia sẻ với quý vị. Dũng hay nói trên cái trang Facebook á, là mọi người hay thấy những cái bài viết nói là anh Dũng xin phép cho em chia sẻ. Em nói là hạnh phúc được nhân đôi khi mình được chia sẻ. Mình thấy đời sống nó ý nghĩa hơn khi mình có những cái điều mà người khác muốn học hỏi, muốn chia sẻ. Thì ngày hôm nay hy vọng là những cái đề tài mà Dũng xuất hiện trên phố Bosa TV có thể có nhiều người thích, có nhiều người chướng tai cay mắt, nói là ở sao phố Bosa TV phỏng vấn ông Dũng nhiều. Phố Bosa TV sẵn sàng phỏng vấn hết tất cả những người nào muốn chia sẻ, muốn đóng góp. Và những người nào mà thính giả có nhu cầu nghe, bổn phận của anh Lân là một nhà truyền thông, ảnh muốn đưa thông tin tới, ảnh muốn đưa những cái đề tài, những cái người hứng thú mà thính giả muốn nghe, chứ không phải chỉ có ông Dũng không. Và trước khi chúng ta chia tay, một lần nữa Dũng xin nhấn mạnh lại câu chuyện Dũng đưa ra từ xưa tới giờ. Những người biết Dũng họ đều nói một câu là tôi không thích ông Dũng, hoặc những người không thích ông Dũng vì cái sự thẳng thính của ổng. Ổng nói thẳng chứ chưa bao giờ mà họ nói là họ không thích ổng vì ông này nổ hoặc là đặt chuyện lên. Có những chuyện quý vị nghe quý vị nói ồ trời ơi cái này hỉ hủ là không có, nhưng nó đã xảy ra. Và nó đã xảy ra với tôi trên chuyến bay đó. Và có hai người bạn của tôi đi chung đã làm nhân chứng, mà hai người bạn này không phải là người bình thường. Họ là những người vua biết mặt, chúa biết tên trong cái xã hội chứ không phải bình thường. Và quan trọng nhất là cái lương tâm của tôi làm chuyện gì đúng. Tại sao người ta nói ông Dũng ngồi đâu ngủ đó, hay là tôi không có cắn rứt với lương tâm. Tôi làm những chuyện tôi một ngày tôi mệt thiệt, nhưng mà tôi nằm xuống là tôi ngủ. Và cái người quan trọng nữa là cái người mà đồng hành với mình, cái người phối ngẫu 10 năm nay ở bên cạnh mình. Mình có thể nói láo với người này, mình có thể khéo léo, đúng không? Nhưng mình không thể nào che đậy được với cái bản chất của mình, với cái người bên cạnh mình. Mình phải làm sao mà mỗi ngày cái người đó họ phải tôn trọng mình hơn. Họ sẽ thấy mình hay ho hơn trong mắt của họ. Thì cái tình cảm của mình nó mới chia sẻ và nó mới gắn bó hơn. Chứ mà mình, họ có thể tìm tới mình vì họ cảm kích mình, họ nghe cái tiếng về mình đóng bẫy. Nhưng mà khi họ ở gần mình, họ có cơ hội, họ thấy mình giống như là thùng rỗng kêu to. Cuốn sách cái tựa nghe hay lắm nhưng mà nội dung rất dở. Dũng muốn là Dũng làm một cuốn sách cái tựa nghe không hay nhưng mà nội dung rất hay. Đối với cái người phối ngẫu của mình, đó là cái cách sống của Dũng. Mỗi ngày làm sao cho cái người phối ngẫu của mình, họ thấy cái hay ho của mình, họ tôn trọng mình hơn vì cái cách sống của mình, cái cách ứng xử. Dũng có thể không đẹp trai hơn ai, không giàu hơn ai, nhưng Dũng có những cái điều mà những người khác không có. Đó là mục tiêu của đời sống và những mục tiêu mà Dũng muốn chia sẻ. Một lần nữa, Dũng rất rất cảm ơn anh Lân đã tạo cho Dũng cái diễn đàn. Để mà ngoài ra Dũng viết ở trên Facebook, nhưng mà có nhiều cô chú bác không có đọc Facebook, không có cơ hội, thì họ có được cái diễn đàn của anh mà Dũng cho là diễn đàn đa chiều, là phố Bosa TV. Chúc quý vị trong cái không khí, vẫn còn không khí của xuân, tuy là 11 Tết, mới nãy mình nói đùa là ra khỏi mùng rồi nhưng mà vẫn còn phủ mền. Cho nên năm nay hy vọng là câu chuyện này sẽ giúp cho chúng ta yêu đời hơn và nhìn bầu trời nó xanh hơn.
và công việc, mà mọi việc nó suôn sẻ và thẳng tiến hơn. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Một lần nữa, câu chuyện xảy ra với Dũng Taylor, tưởng rằng là khó chịu, cuối cùng là một cái kết quả rất là mỹ mãn và thoải mái cho chính mình trong cuộc, và thoải mái cho nhiều người được nghe câu chuyện. Trước khi kết, anh nói câu đó em nhớ, nãy anh đưa ra tiếng Mỹ, họ nói là when life hand you a lemon, you make lemonade, phải không ạ? Tùy theo mình nhìn thôi, khi mà cuộc đời cho ta chanh thì chúng ta nên làm nước chanh, chứ đừng có chanh mà thấy nó đắng cay quá thì mình sẽ đắng cay. Cảm ơn quý vị khán giả của chương trình Phố Bô Sa TV.